Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Khuyến học Hồng Lam. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm nay công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại cơ sở đã đạt được nhiều bước chuyển tích cực, góp phần lan tỏa tinh thần hiếu học trong cộng đồng. Và trong thành quả đó có sự đóng góp không nhỏ của các thầy cô giáo, cựu giáo chức, nhiệt huyết, hết lòng vì sự học của con em quê hương. Câu chuyện ý nghĩa này sẽ được chúng tôi truyền đến quý vị trong chương trình hôm nay. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn đến với những tổng hợp trong phần thông tin khuyến học. Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học tỉnh vừa ký kết chương trình phối hợp về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2024-2030, nhằm phát huy hiệu quả việc phối hợp tổ chức các hoạt động, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và hội viên về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chương trình chuyển đổi số quốc gia. Hội Khuyến học Cựu Giáo chức Nghi Xuân vừa tổ chức tập huấn về đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030, triển khai thực hiện thông tư 2425 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá công nhận đơn vị học tập, cộng đồng học tập, cấp xã, huyện, tỉnh. Qua đó giúp đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến học các cấp, nâng cao năng lực trình độ, góp phần thực hiện hiệu quả hơn các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Nhiệm kỳ 2019-2024, các cấp hội khuyến học trên địa bàn Cẩm Xuyên đã thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong các tầng lớp nhân dân. Đến nay, các tổ chức hoạt động có nề nếp, chất lượng, có 23 trên 23 xã, thị trấn, 68 trường học, 27 cơ quan doanh nghiệp, 685 ban khuyến học dòng họ đều có quỹ khuyến học. Với quyết tâm, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Hội Khuyến học Cẩm Xuyên nhiệm kỳ 2024-2029 đã đề ra các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Đây cũng là đơn vị được chọn để đại hội điểm cấp huyện. Thưa quý vị, đến với mục Vì một xã hội học tập hôm nay sẽ là câu chuyện về các thầy cô giáo, cựu giáo chức nhiệt huyết, hết lòng vì sự học của con em quê hương, góp phần đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại cơ sở. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. 26 năm gắn bó với ngành giáo dục và đào tạo, thầy giáo Hồ Tiến Dương, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Cao Thắng, huyện Hương Sơn đã có đến 15 năm kiêm nhiệm vai trò trưởng ban khuyến học của nhà trường. Phát huy tinh thần trách nhiệm của mình, thầy Dương cùng tập thể sư phạm nhà trường đã triển khai nhiều cách làm hiệu quả nhằm đẩy mạnh phong trào khuyến học. Từ chính các nội dung thi đua, các cuộc vận động và đặc biệt kết nối chặt chẽ với các tổ chức, cá nhân nhằm phát triển nguồn quỹ khuyến học, tạo cơ sở cho các hoạt động. Chúng tôi thấy rằng là cần phải hết sức tâm huyết và sáng tạo trong công việc. Bởi vì là những người làm công tác khuyến học thì phải thường xuyên tìm hiểu các em học sinh. Đối với những em có năng lực khá tốt thì kịp thời động viên để các em phát huy tốt và đạt kết quả cao hơn. Còn đối với những em học sinh khó khăn thì có cái hỗ trợ để giúp các em học tập được tốt. Còn với cô giáo Nguyễn Thị Thương tại trường Trung học cơ sở Cương Gián, huyện Nghi Xuân, với mong muốn chia sẻ, tiếp thêm động lực đến trường cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, năm 2013, cô giáo Thương và các học sinh cũ của trường đã đồng sáng lập quỹ học bổng AMI. Với những hoạt động thiết thực, ý nghĩa và phương pháp vận hành bài bản, nề nếp, đến nay, trải qua hơn 10 năm đi vào hoạt động, quỹ đã có được sự đồng hành của rất nhiều nhà hảo tâm ở khắp mọi miền với số tiền được huy động là hơn 2 tỷ đồng. Mỗi lần đến với các em nhỏ thì cái ấn tượng sâu sắc nhất để lại trong tôi là các em có cái hoàn cảnh rất là đặc biệt. Có một số em thì mồ côi bố, mồ côi mẹ, rồi một số em thì lại là sức khỏe không tốt. Nhưng các em rất là hiệu học. Và từ đó thì trong tôi càng có cái động lực để làm quỹ tốt hơn. Quỹ học bổng AMI có thể nói rằng là đem lại rất là nhiều lợi ích. Và một trong những cái điểm sáng được Hội Khuyến học xã và Hội Khuyến học huyện đánh giá rất là cao. Hàng năm thì họ nhận đỡ đầu các cái cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cứ đầu năm học là họ tặng xe đạp, rồi một số tiền sách bút để cho các cái cháu mà có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đến trường.
góp phần chung vào trong công tác an sinh xã hội của xã. Là những người đã hoặc đang trực tiếp công tác trong ngành giáo dục, chính đội ngũ các thầy cô giáo hiểu hơn ai hết vai trò và sự cần thiết của công tác khuyến học. Chính họ cũng đồng hành, thấu hiểu những khó khăn, trăn trở cần được tiếp sức với từng hoàn cảnh cụ thể. Vì thế, các hoạt động khuyến học sẽ càng sát thực và hiệu quả hơn. Bên cạnh dấu ấn của Ban khuyến học tại các nhà trường, thì trong những năm qua, phong trào khuyến học, khuyến tài tại các gia đình, dòng họ, cộng đồng, khu dân cư cũng không ngừng được đẩy mạnh, đạt được nhiều chuyển biến đáng kể. Toàn tỉnh hiện có 8 trên tổng số 13 địa phương duy trì hiệu quả mô hình hội khuyến học kiêm cựu giáo chức. Hội viên cựu giáo chức của huyện Nghi Xuân hiện nay là trên 900. Tất cả 100% hội viên đều tham gia là hội viên khuyến học và trở thành nòng cốt của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Nhờ đó mà cái phong trào khuyến học của địa phương trở thành không những phát triển về chiều rộng mà còn phát triển cả chiều sâu, đạt nhiều thành tích. Dù đang gắn bó với công tác giảng dạy hay đã nghỉ hưu, các thầy cô giáo, các cựu giáo chức vẫn luôn là những tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo, góp phần đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời trong cộng đồng xã hội. Thưa quý vị và các bạn, đến với mỗi số của chương trình Khuyến học Hồng Lam, chúng ta lại được gặp gỡ với một khách mời cũng là một nhà giáo đầy nhiệt huyết với công tác khuyến học để chia sẻ về hành trình lan tỏa truyền thống hiếu học của quê hương. Và trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với nhà giáo Phan Lý Đại, nguyên chủ tịch Hội Khuyến học, cựu giáo chức xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân. Thưa nhà giáo Phan Lý Đại, với thâm niên đến 35 năm gắn bó với ngành giáo dục, rồi hơn 20 năm làm công tác khuyến học, động lực nào để ông giữ được lửa nhiệt huyết như vậy ạ? Tôi tự xác định là sau 35 năm xa quê hương, bây giờ mình trở về địa phương thì mình có trách nhiệm đóng góp cái gì để mà thúc đẩy phong trào của địa phương. Thì trước tiên là tôi xây dựng tổ chức khuyến học quản xã ở các thôn xóm. Tôi đi đến tầng từng chi bộ, đặt vấn đề về bí thư chi bộ, vận động nhân dân vào hội. Và cứ mỗi chi bộ đó tôi đặt nhiệm vụ là sau khi vận động được 30 hội viên thì cho tổ chức đại hội thành lập cái hội khuyến học. Sau khi mà xây dựng được cái hệ thống khuyến học từ xã đến thôn một cách nhịp nhàng rồi á, thì tôi chuyển sang xây dựng khuyến học trong cả dòng họ. Xuân Viên cũng là quê hương của nhiều dòng họ nổi tiếng về khoa bảng. Vậy các ban khuyến học ở đây đã có những cách làm, mô hình hiệu quả ra sao để phát huy truyền thống dòng họ khuyến học ạ? Ở Xuân Viên chúng tôi thì có 16 dòng họ lớn nhỏ. Dòng họ lớn thì khoảng 300 hộ. Dòng họ nhỏ thì có dòng họ có 20 hộ thôi. Họ xây dựng được quy khuyến học, xây dựng được quy chế khuyến học. Và đặc biệt là vận động nhiều nhà tài trợ. Hai là hàng năm như vậy thì hội khuyến học xã phối hợp với đoàn thanh niên, phối hợp với ban văn hóa thông tin xã tổ chức một cái ngày hội khuyến học, gặp mặt tất cả các sinh viên, học sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh nghèo vượt khó, với mục đích nâng cái truyền thống hiếu học của địa phương lên một cái mức cao hơn, nó có bài bản hơn. Và để triển khai và lan tỏa những cách làm mô hình hiệu quả như vậy thì những cán bộ khuyến học ở cơ sở cần phải phát huy vai trò của mình ra sao thưa thầy ạ? Cái người trực tiếp làm công tác khuyến học là phải con người là rất tâm huyết, nhiệt tình và trách nhiệm. Mà trách nhiệm đó là trách nhiệm đối với con em, nhân dân mà kỳ vùng họ quản lý. Để làm thế nào mà cái thôn của họ có nhiều học sinh giỏi, thôn của họ không có học sinh bỏ học, thôn của họ xây dựng được quỹ khuyến học cao. Vâng, xin được cảm ơn những cái chia sẻ của nhà giáo Phan Lý Đại trong chương trình hôm nay. Đến đây thì chương trình Khuyến học Hồng Lam kỳ này cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Vì lời em 10 năm ta chờ đợi, vì lời em...